Hello, hello, chào cả nhà buổi sáng nha, chúc cả nhà tốt lành. Lại là hai vợ chồng của mình ha. Hôm nay thì không có đi dạo, nhưng mà hôm nay sẽ là dọn ban công. Trời ở ngoài rất là nắng, mọi người thấy đẹp chưa? Nó rất là nắng luôn. Và mọi người có thấy gì không? Đây, là những cái mầm cây mà mình ương nè. Đó, mọi người thấy không? Đây. Đó. Cái bầu, cái bí, cái mướp, ôi đủ thứ cây. Đó, giờ mấy anh mấy chị nó lên tới đây. Còn đây là cây bắp nếp nè mọi người. Đó. Chưa? Rất là. Còn đây là cây mướp bao tử ha, rất là dễ thương luôn. Đó. Lên được mấy lá rồi nè. Đó, và trời trời ở ngoài thì rất là đẹp luôn, hôm nay rất là nắng. 14 15 độ ngoài ha, cho nên hai chồng mình sẽ dọn ban công. Mọi người thấy ban công rồi đó không? Năm nay sẽ dọn, bây giờ mình xuất phát đi dọn thôi. Đó. Cho nên trang bị cũng rất là kỹ lưỡng rồi ha. Đó. Đây là mình sẽ lấy bao tay. Phát cho mỗi người một cái bao tay. Đấy. Anh cần luôn chưa? Cần gì? Đấy, cho một cái bao tay này. Và mình cũng đã bữa mình đi chợ mình cũng đã mua bao tay này đấy, mang hai cái để cho nó không có ấy. Rồi xuất phát thôi nha. Và không thể nào thiếu bịt mũ nha mọi người, để gom rác gom đất cũ rồi bỏ vô ha. Thì mình sẽ lấy cái mình sẽ chuẩn bị một cái đây một cái bịch như vậy. Bịch nó bằng là ni lông dày cho nên mình sẽ bỏ đất vô, bỏ đất vô và mình sẽ đỏ để nó bỏ nó xuống ban công vận chuyển đất đi đó mọi người. Nếu không là mình sẽ bị dục đất xuống, bỏ vô cái bịch này bỏ vô đây để không thôi là mình dục xuống ban công nó sẽ bị bể. Rồi bây giờ mọi người đi cùng Thảo ơi, xuất phát ra ban công hôm nay dọn ban công bà con ơi. Đây. Đi thôi nào. Đấy. Chứ hôm nay trời rất là đẹp luôn. Trời đẹp ơi là đẹp luôn nha bà con. Đây. Đấy, dép dài thì có chắc phải vô trong lấy dép, lấy dài rồi, lấy dép không à. Dục nó đỡ nha. Thì không thể nào đi làm mà sao mang dép mọi người nha. Cho nên hai chồng mình kiếm hai đôi giày đấy. Anh ngồi chùm hổm Nghe dọn dẹp nghe nó dọn dọn dẹp xong sao nó rồi. quậy quá. Mà hai chồng hẹn 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 2 3 ngày rồi đó, hôm nay là thôi nhất định là phải bò ra thôi, không thể nào mà hẹn được nữa rồi. Đó, trời quá trời đẹp luôn mà hẹn hoài không được mọi người. Thấy chưa đó. Đôi giày này em kiếm ở đâu ra? Ở trên cái sào dài đó. Đây là anh này anh sẽ là chỉ đạo cho mọi người, mình là chỉ ăn theo thôi. Đấy. Đấy. Không, thấy ghê chưa, giờ anh ấy dục mình quay. Người ta nói từ từ là cameraman rồi đó, như vậy đó. Mình đã không ở cái nhà này chắc cũng 2 năm nha mọi người. Cho nên những cái ô đất cũ hồi lúc trước mình trồng á thì nó là như thế này nè, cho nên là bây giờ mình phải thanh toán đó. Đó. Còn cái anh này vẫn là anh cu ly chánh không đấy. Anh cu ly chánh có cần lấy nón đội không thôi lát Kịp ra. Và mọi người thấy mấy cái ô này không, mình cũng sẽ sử dụng lại mình trồng đất nha, mình trồng rau. Đây quá chừng nhiều luôn nè, đây là dâu rồi 2 năm trước mình trồng nó vẫn sống nha mọi người. Nó bây giờ sẽ dọn hết cái đống mà xì bần sắn cấu này đây mọi người thấy không, nó quá chừng luôn. Quay chung chung cho mọi người coi ha, nó cũng ấm quá chừng luôn á anh. Mở
cái cửa này ra sẽ dục một ít đồ xuống. Tại vì dù là ba mà để lâu năm quá là nó xấu đi. Nó xèo cháy hết rồi luôn. Đấy, gần gần là cái anh này này đấy. Đấy, bây giờ ảnh thích dọn dẹp lắm. Nó thích dọn dẹp lắm. Không, tóc bây giờ là đâu cần phải nói hai like. Bây giờ ấy chuẩn bị còn có 1 like thôi bà con ơi. Ở hồi nãy quên cho mượn cái kẹp. Cài nó lên nó cứ khắc 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 kìa. Rồi cái đó là cái gì vậy? À cái đó là nước. Sôi cái muối. Cho anh hồi lấy nó ra để dọn dẹp đi. Đấy chưa. Nhà thiết kế này thì ghê lắm luôn á mọi người ơi. Cái gì thiết kế cũng được. À, cái gì thiết kế cũng được hết đó. Đây. Anh mạnh thế. Nó không chảy nước xuống mà tôi chế sao nó chảy nước xuống. Đấy. Mọi người thấy không? 2 năm rồi mình để ngoài bể hết rồi, mấy ngày phải cất vô á thì nó mới không có bể, nhưng mà tại mình không có ở đây đó. Cho nên là hôm bữa làm cho dữ giờ sáu nữa là không sao vui. Vui vậy mình có vợ lạ vậy. vui. Vô á dặn nó lẹ lắm mà tự nhiên có cái camera cái nó ngại nó không trúng lắm. Hey, bây giờ mình sẽ đổ cái đất cũ này vô trong cái bao này. Có. Thì em bỏ vô cho cái bịch mà em đừng bỏ nhiều quá. Đúng không? Đừng bỏ nhiều quá. Cái dục nãy giờ được đóng rồi đó mọi người thấy không? Đó, chút xíu nó sẽ chui vào cái xe đó. Đấy. Nè dâu này nè mọi người nó lên nè. Hiện tại mình bỏ là tại vì nó cũng mấy năm rồi, 4 năm có rồi, nên là nè giờ nó lên rất là nhiều luôn. Nhưng mà thôi mình bỏ chứ nó cũng không có còn tốt đâu.
cho nên muốn trồng dâu mới thì phải làm lại cái nhánh mới nha mọi người. Dâu thì trung bình mình xài được 3 năm thôi. Bây giờ xúc hết tất cả mấy cái ô đất thì đi đổ xài đất mới lại. Đủ rồi đó, đó như đó thôi. Một, hai, ba, đùng. Đó, được một ô rồi nha mọi người. Đó. Đóng bãi chiến trường trinh lang tan dục đất xuống bị bể đây. Anh về chánh anh đã ra rồi. Đó, bây giờ cất vào xe thùng đó. Đấy, thấy chưa? Chú trời ơi, ghê gớm không bà con, bái cốc bồng bềnh luôn á. Rồi bây giờ đi kiếm bịt mũ cho người ấy thôi. Cái công việc của cái người mà bỏ đồ ra nó không có nặng, mà cái công việc người cầm máy nè nó mới nặng. Anh thấy có lý không? Cái công việc mà người mà bóc vác dục đồ vô nó không có nặng. Không, mình dục chưa đó, bây giờ anh đi dục. Không, một cái đống rác hồi nãy thấy dữ dằn hơn, chất vô xe hết rồi. Rồi có cái anh cu ly chánh này nè, anh chắc hết rồi ha. Đấy, bây giờ còn cái đống rác này nãy vậy, đống này nãy em quay cũng này miếng nhỏ nhỏ nè, hơi bỏ vô thùng vậy đó, nó cho nó có rớt. Cái dán này mới qua. Dán này đó đó nè. Đâu đó. Đấy, không? Gần ra. Em làm đen á. À. Em làm đen hả? Đâu cái mặt em làm đen đâu. Đấy. Rác này nha mọi người, thấy đống rác không, đầy một chiếc xe luôn rồi đó. Kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp. Đấy, bây giờ hai chồng sẽ xuất phát thôi. Đây chạy tới sở rác thì chỉ có 5-3 phút thôi là tới rồi, nhà mình gần sở rác. Đây, thấy không, dọn dẹp rồi nhưng mà chị ấy vẫn còn rất là tươi. Chứ không có tàn nha, vẫn còn rất là tươi. Anh này thì tươi khỏi cần tưới rồi, thấy không. Trời ơi, ảnh cũng đi chánh mà. Ảnh mà héo sao chịu nổi. Đấy. Trời hôm nay thiệt là ấm luôn. Hôm nay hiện tại bây giờ là 16 độ. Đấy, trong cái máy để 16 độ nè. Đấy. Thôi theo máy đi ha. Theo máy đi, 16 độ đi. Đây. Và trước đối diện cái con đường mình là có một cái tiệm Asia. Tiệm bán đồ châu Á với lại thổ đồ này nọ kia rất là lớn. Và đây là cái tiệm bán đồ outlet, đồ tồn kho của nội thất. Và đây đằng ngay chỗ đó, thấy không các bạn không? Đó là nhà của mình, tiệm sushi. Hay, xuất phát thôi. Trời nắng chang
trang đã thiệt luôn á, ấm áp. Đấy. Ấm như Việt Nam á. Này, không đúng. Nắng. Ui da, hôm nay không có đông lắm anh ơi. Được. Đây em thấy nó chảnh. Chỉ có tới đây thôi, cũng không có đến nổi. Đây là sợ rác. Khi mà mình qua bên đây á, là dành cho mấy người có tiệm, có hãng. Còn bên đây á, là dành cho những người dân bình thường. Đó. Rác thì ở đây mình dục á, nó phân chia. Rác bình thường á, là cây nè, cỏ, đất, rồi bớt là mình được miễn phí. Nhưng mà rác đốt á, là mình phải trả tiền. Trạm đầu tiên của mình sẽ là dục đất ha nè. Đây, dục đất, đó, đây hơi. Hôm qua hôm kia đi ngay đây, không có đống cây đường này quá chừng rồi nè. Người ta mùa này là mùa dọn vườn đó mọi người. Cho nên là người ta cưa cây, hút đất, hút đá dữ lắm. Rồi còn ông nội nó làm gì không? Anh đang ve đó. Đưa cái đầu. Ai mà đưa cái đầu vậy kì. Mấy cái container bự gà dữ dằn hơn mọi người. Là để đút vô để cho mình dục rác đồ xuống á. Đó. Mình sẽ đổ đất ra đây ha. Đổ đất ra đây. Lấy lại cái bịch. À, em chờ nè. À, mình lụm lại cái bịch mũ nha mọi người. Đất nè, đá nè. Anh cứ dục bên hông đó đi rồi em gom lại cho. À, mọi người sẽ nhìn thấy mấy cái đất này là gạch đó mọi người. Thì người ta sẽ dục vô đây đó, và đây là mấy cái gạch bị bể đó, dục vô đây rồi đó là, bên đó là người ta sẽ dục cây à. Ông đi cắt đi. Ja, du får ha med på TV også. Veldig bra. Ja. Anh thấy em cầm cái máy. À, cái anh này anh làm việc cho nhà nước chỗ khu vực rác này, anh thấy mình cầm máy quay, anh tưởng mình quay cho TV, nó đại luôn da luôn. Cho nên rồi. Đây. Yeah. Rất là nhiều luôn nha mọi người. Dục hai cái phần mà để đốt đó mọi người. Đây là mũ nè. Và thùng ốp. Mũ này dục vô trong đây phải không? Hay là để vô đây? Dục ở đây. Đây là mũ nè mọi người thấy không? Mũ nè. Ôi mấy cái thùng nó ngon quá anh dục hết. Đây, xin đừng cồn khó đi vô kia. À vậy cũng được. Có bịch khô minh rồi bịch rác, bịch đồ ăn rồi có luôn, dục rác cái ghé xin luôn khỏi qua kia cũng được. Và đây đóng cốp lại bốp không sạch sơn luôn, sạch như một chiếc xe luôn. Gì quá. Tiếp tục. Đây cuộc hành trình là mọi người thấy hồi nãy đất mình có một chút không, bây giờ là đi tour thứ hai này là giờ người ta đổ ra tới đây luôn mình. Đó, đổ ra tới đây luôn mình. Bây giờ mình dục cái xe này là xe thứ hai nè, bây giờ là tới cái tấm rong, cái tấm mà trải đó, trải ban công đó. Tour này là hết rồi, nhà sạch hết rồi. Đó là hai tour đó. Và đây là ban công.
bao nhiêu tiếng làm việc của hai vợ chồng mình nha. Sạch trơn luôn, đó, gọn hơ luôn, không còn gì luôn. Lột hết mấy tấm thảm luôn nè. Đó. Và mấy cái thùng này để vài bữa mình bỏ đất luôn trồng lại. Đây. Sạch sẽ, gọn ghẽ. Đấy, dưới đó cũng dọn luôn sạch. Bây giờ đóng lại cái ban công. Ok mọi người ơi, thế là một cái ngày mà sung sướng hạnh phúc dục rác đã kết thúc nha mọi người, mấy tiếng hồ ha, dọn xong cái ban công luôn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thảo nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Để coi video sau ban công làm sao nha. Ok, bye bye mọi người. Mọi người nhớ like và share cho Thảo nha. Ok, bye bye.